Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Các giám mục Tây Ban Nha cho biết, báo cáo cho rằng chỉ các linh mục được tiêm chủng mới có thể dừng thánh lễ là tin giả. Đầu bếp của các vị giáo hoàng tiết lộ các món ăn của ba vị giáo hoàng. Nhận xét của Đức Giáo hoàng: nuôi thú cưng thay vì trẻ em cướp đi nhân tính của chúng ta có thể gây ra phản ứng. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Các giám mục Tây Ban Nha cho biết, báo cáo cho rằng chỉ các linh mục được tiêm chủng mới có thể dừng lễ là tin giả. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã nói rằng, một bản tin cho rằng các linh mục không được tiêm vaccine COVID-19 sẽ bị cấm thi hành thừa tác vụ là một trò lừa bịp. Báo cáo xuất hiện vòng một ngày được người nổi tiếng Tây Ban Nha coi như ngày cả tháng 4 của người nói tiếng Anh. Alerta Digital đưa tin ngày 28 tháng 12 rằng Đức Hồng Y Juan José Omella của Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết Hội đồng Giám mục ra sắc lệnh rằng chỉ những linh mục được tiêm chủng theo tất cả các hướng dẫn mới có thể thi hành thừa tác vụ của mình. Báo cáo của Alerta Digital cũng nói rằng các linh mục không muốn được tiêm vaccine sẽ có 30 ngày để được tiêm chủng, và nếu các ngài không tuân thủ, các ngài sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc và sau đó bị xử phạt bằng hình thức treo cả chén lẫn tiền lương. Alerta Digital tuyên bố thêm, nếu họ vẫn tiếp tục bất tuân, việc họ bị sa thải khỏi hàng giáo sĩ không bị loại trừ. Như thế, các linh mục không được tiêm chủng sẽ không thể dâng thánh lễ trước công chúng hoặc ban phát các bí tích trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã trả lời vào ngày 5 tháng Giêng trên Twitter rằng tin tức này là sai sự thật, rất điển hình với ngày 28 tháng 12. Ngày lễ các thánh anh hài vào ngày 28 tháng 12 là một ngày dành cho những trò đùa ở Tây Ban Nha và các nước nổi tiếng Tây Ban Nha. Đầu bếp của các vị giáo hoàng tiết lộ các món ăn của ba vị giáo hoàng. Hôm 7 tháng Giêng, tờ Aleisha, nghĩa là chân lý tỏ tường, có bài Chef of Popes Spill the Beans, nghĩa là đầu bếp của các vị giáo hoàng tiết lộ. Cụm từ Spill the Beans không có nghĩa là làm đổ đậu. Nó có nghĩa là tiết lộ một chi tiết có tính cách riêng tư cá nhân. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Đầu bếp riêng của ba vị giáo hoàng cuối cùng cho chúng ta biết các ngài thích ăn gì. Sergio Dusin, người đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vì là bếp trưởng của ba vị giáo hoàng, nói: thức ăn nói với những người phục vụ và những người chế biến nó, nhưng niềm vui thực sự là được chia sẻ. Là người gốc Treviso, Ý, ông năm nay 65 tuổi và đã có gần 20 năm ở Vatican trong nhà bếp của dinh các giáo hoàng. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II yêu thích măng tây. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 không thể nói không với một lát bánh sachê, một loại bánh sô-cô-la của Vienna. Và Đức giáo hoàng Francisco ăn bánh mì và phô mát ngon hoặc bánh pizza. Ông nói, bữa ăn cảm xúc nhất là bữa trưa dành cho 1.500 người nghèo. Câu chuyện của anh và gia đình anh đã được Nicoletta Masetto mô tả trong ấn phẩm Sứ giả Thánh Anthony của Ý. Ông có thể rảnh một chút không? Sergio Dusin và vợ Manuela có 3 người con, trong đó 2 người đều tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Ông được gọi đến nấu ăn tại Vatican hàng tháng, thậm chí 2 tuần một lần. Khi họ gọi cho tôi, câu hỏi nghi thức thường là: ông có thể rảnh một chút không? Và câu trả lời theo nghi thức không kém của tôi là: vâng ạ.
Đối với một đầu bếp, mọi lúc đều là cảm xúc và là một đặc ân khi được phục vụ một giáo hoàng. Đây thường là những bữa trưa riêng tư giống như một bữa ăn trưa của Đức Thánh Cha Francisco với các nhân viên của Ngài tại Santa Marta. Các sản phẩm ông ấy sử dụng tại Vatican. Người đầu bếp thú nhận rằng ông ấy không có bí quyết nào cho ẩm thực của mình, ngoại trừ thực tế là bất cứ khi nào có thể, ông ấy sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc địa phương và hơn hết là các sản phẩm theo mùa. Chúng đến thẳng Vatican từ những ngọn đồi ở Veneto, Radicchio từ Treviso, được sản xuất nhiều nhất trong những tháng mùa đông này. Cần tây từ Rubbio, bông cải xanh từ Bassano, còn khoai tây thì từ Rosso. Hành tím và măng tây trắng từ Bassano, phó mát từ Grappa, Collina Veneta, Asiago và Polenta từ Marano. Món ravioli của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức xin tiết lộ một số món ăn tiêu biểu được ba vị giáo hoàng đánh giá cao. Mỗi người có khẩu vị và sở thích riêng. Đức Thánh Cha Francisco là một người thích các món ẩm thực. Ngài ăn mì ống ngon và đậu, bánh mì và soppressa hoặc polenta từ Marano và phó mát. Thỉnh thoảng tôi cũng chuẩn bị bánh pizza cho ngài. Ngài không thể đoán trước được. Chính ngài cũng như vậy. Ngài tuân thủ các nghi lễ cho đến khi nhìn thấy ai đó. Sau đó, ngài dừng lại để ôm họ hoặc ôm một đứa trẻ trong tay hoặc đứng dậy và chào hỏi nhân viên của tôi. Tôi đã dành riêng một món ăn cho ngài trong thực đơn của các nhà hàng của tôi. Đó là món Ravioli Papa Francesco, một món mì ống tự làm với format Asiago, hạt Asiago và format Collina Veneta bào sợi. Măng tây của John Paolo II. Về phần hai vị giáo hoàng khác, tôi đã gặp Đức Giáo hoàng Wojtyla khi ngài đã ốm và chịu nhiều đau đớn. Ngài ăn ít và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ngài rất thích món măng tây được chế biến theo đủ mọi cách. Tôi rất gắn bó với Đức Giáo hoàng Benedicto, một vị giáo hoàng vĩ đại, một người tốt bụng. Chẳng hạn, ngài không uống rượu vang mà chỉ uống nước trái cây. Ngài không ăn nấm, nhưng thứ mà ngài chưa bao giờ từ chối là một lát bánh sachet. Nhận xét của Đức Giáo hoàng, nuôi thú cưng thay vì trẻ em cướp đi nhân tính của chúng ta có thể gây ra phản ứng. Thông tấn xã Al Jazeera cho rằng Đức Thánh Cha Francisco đã mạo hiểm với những người nuôi chó, mèo và không có con trên thế giới khi cho rằng những người thay thế trẻ em bằng các thú cưng thể hiện một sự ích kỷ nhất định. Phát biểu về vai trò làm cha mẹ trong một buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần tại Vatican, Đức Francisco đã than thở rằng thú cưng đôi khi chiếm vị trí của trẻ em trong xã hội. Đức Giáo Hoàng nói, ngày nay chúng ta thấy một dạng ích kỷ, chúng ta thấy rằng một số người không muốn có con. Đôi khi họ có một con và chỉ có thế, nhưng họ có những con chó và con mèo thay thế cho trẻ em. Điều này có thể khiến mọi người bật cười, nhưng đó là sự thật. Theo người đứng đầu 1.3 tỷ người Công giáo trên thế giới, thực hành này là sự chối bỏ tình phụ tử và làm giảm sút chúng ta, lấy đi nhân tính của chúng ta. Do đó, nền văn minh già đi mà không có nhân tính bởi vì chúng ta mất đi sự phong phú của tình phụ tử và tình mẫu tử, và chính đất nước phải gánh chịu hậu quả, Đức Giáo Hoàng nói tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong quá khứ, Đức Thánh Cha Francisco đã chụp ảnh đang vuốt ve những chú chó, cho phép một chú cừu non được quàng qua vai trong lễ hiển linh vào năm 2014, và thậm chí còn nựng một con hổ và một con báo con của một đoàn xiếc đến trình diễn tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Nhưng trong khi người tiền nhiệm của ngài, Đức Benedicto thứ 16 là một người rất yêu mèo, thì Đức Thánh Cha Francisco không hề nuôi một con thú cưng nào tại dinh thự của Vatican của ngài. Vào năm 2014, Đức Giáo Hoàng Francisco nói với nhật báo I1 Medrisro rằng việc nuôi thú cưng thay vì trẻ em là một hiện tượng suy thoái văn hóa khác và một mối quan hệ tình cảm thú cưng dễ dàng hơn so với mối quan hệ phức tạp giữa cha mẹ và con cái. Hôm thứ Tư, trong khi mời các cặp vợ chồng không thể có con vì lý do sinh học, cân nhắc việc nhận con nuôi, ngài khuyến cáo các bậc cha mẹ có khả năng có con đừng sợ bắt tay vào việc làm cha mẹ. Ngài nói, có con luôn là một rủi ro, nhưng không có con sẽ còn nhiều rủi ro hơn khi từ chối quan hệ cha con.
đề cập đến việc nhận con nuôi. Đức Thánh Cha nói, sự lựa chọn này là một trong những hình thức cao nhất của tình yêu thương, tình phụ tử và tình mẫu tử. Có bao nhiêu trẻ em trên thế giới đang chờ đợi một ai đó để chăm sóc chúng? Trong quá khứ, Đức Thánh Cha đã tố cáo mùa đông nhân khẩu học hay tỷ lệ sinh giảm ở các nước phát triển. Đầu năm nay, Ngài chỉ trích xã hội hiện đại, trong đó sự nghiệp và kiếm tiền là những con át chủ bài trong việc xây dựng gia đình đối với nhiều người, và gọi tâm lý đó là sự hoại tử cho xã hội. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.